Kính thưa toàn thể hội viên, kiều là một truyền cổ điển, văn học truyền giá, nó có giá trị rất lớn ở nước Việt Nam ta, nó có đủ ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đủ phương diện, cho nên nhân dân ta ai cũng ưa thích. Kiều vẫn cơ quan là có ông bà viên ngoài tiến thanh binh tỉnh hoàn cảnh dương sơn, kiều vừa gặp huyết trọng là thề gấp với nhau cái tùy đã thăm năm vừa lúc. Kiếm trọng là được tin ông chú từ trần, kiếm trọng là phải về thường chế. Kiều về kiếm trọng là tuy chắc chắn mối cùng vợ chồng, nhớ lời thề hà ý nghĩa sơn, cho nên là phải ôm lòng thù tiết. Vẫn chẳng may là cơn gia biến, kiều phải bán mình chuộc tội cho cha. Kiều là một thiếu người có đủ tài sắc, cho nên phải chịu biết bao hoàn nặng và đau thương. Khi lầu xanh, khi giữa diễn triền, mười năm đoạn trường nắng cay. Kiều là một thiếu nữ có đủ tài sắc thì tại sao phải chịu biết bao hoàn nạn như thế? Đó cũng là vì thời phong kiến xếp một ngành lớp người, cho nên nàng phải chịu tan thương đại hòa. Sau khi hoàn nạn được trốn sạch, mối tình xưa mối lại vẹn tròn. Thật là 15 năm vần vạt bèo trôi, bao tầng cay đắng bấy nhiêu mặn nồng. Lúc đó mới được gặp cha mẹ và các em xuống hợp, đó là người hương thân nước một nhà, từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa. Sau đây câu lạc bộ Kiều Mộ Xã Thiếu Hóa sẽ trích đoạn vai diễn thứ nhất, đó là vai Dần Tích Dần Cốt Truyền Kiều chứ chị Minh Thu thể hiện. Xin mời hội viên. Phụng trông thấy đám thiên mà
Vay mang khăn gói qua sông, mẹ kêu mặc mẹ thương chồng phải theo. Tiếp theo là vai diễn Hoàng Thư tìm chồng, xin mời tập thể. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có tình yêu thì ông mình vài năm thì lên. Thôi làm giống như tôi thì chiến cả yêu nhỉ. Mm-hmm.
góp phần tuyên truyền
quảng bá thân thể sự nghiệp của đại chí hào miền Trung trên những văn hóa thế giới, một kiệt tác Trần Kiều ngày càng lan tỏa ý nghĩa nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của miền Trung tháng ngày 16/9/2020 sắp tới. Kính thưa toàn thể những người yêu kiều và quý mến miền Trung, Hội Kiều Việt Nam đã có quyết định số 19 QĐ ngày 21/7/2017 thành lập Chi hội Kiều Việt Nam tại ba tỉnh Bình Định, Thiên và đã tổ chức ra mắt tại Huế ngày 12/8/2017 và ra mắt tại Quảng Bình 13/8/2017. Chi hội Kiều Việt Nam tại Quảng Bình, Quảng Bình, Thiên Huế có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm và truy cả giá trị tác phẩm Hán Nôn của cụ Nguyễn Du, đặc biệt thân thể sự nghiệp của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du có một thời gian dài sống và làm quan cái bà ở tỉnh Quảng Bình 4 năm với ngổn ngang trong mối với 10 miền hắn kêu đợi ngoài Hạnh Sơn năm 1809 đến 1813. Cụ làm quan ở Huế trong thời gian phong kiến nhà Nguyễn đã mất và trốn cất tại Bầu Đá Huế và sau này di mộ di tản về Tiên Truyền Hà Tĩnh và mộ Nguyễn Du thì ta là đã thăm tháng 8 năm ngoái. Xét thấy sự phát triển của hội viên và nhu cầu ngày càng phát triển và hiệu quả của chi hội viên và mình, ngày 22/8/17 Chủ tịch Hội Kiều Việt Nam giáo sư Phong Lê đã có quyết định số 21 QĐ quyết định thành lập chi hội Kiều Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Chết hàng nghìn người thì cũng đúng là cách đây 200 năm nam chính thì không như vậy và cụ Nguyễn Du đã mất trong hai năm ta chuẩn bị là kỷ niệm ngày mất của cụ Nguyễn Du. Năm nay là năm mà chỉ có khác nhau là như vậy là thời đó nước ta vì đất còn là khẩu không khống chế được dịch cho nên là chết hàng vạn người, còn bây giờ thế giới chết hàng vạn người thì Việt Nam lại không chết người nào. Đấy là thành công rất là quý của Việt Nam và thế giới để ngưỡng mộ không phục. Giá như Hồ Nguyễn Du và sống trong cái năm nay chúng ta biết chắc là cùng vì thời đó khẩu bao năm mơ ước mong chờ đứng bên mồ cụ mắt mờ chắn run sáng thu sáng lại mưa phun bâng khuâng nỗi nhớ giọt buồn giọt vui cụ nằm yên nghỉ nơi đây tìm cha nghĩa mẹ chất đầy núi non sáu năm càng nghiệp bòn tấm gương nhân hậu vẫn còn sáng soi hồn kiều quý khách bà con ơi má thắm môi son đẹp tuyệt vời tô điểm nàng kiều kính trọng hát hóa trang từ hoài tân cờ cầm trầu giữ nhiệt ông quen biết lấy mình lâm la và thuộc rồi say đắm tuyệt kiều mở hồn hai yêu cùng nhận để xin mừng xin cảm ơn. Thời con xa với thời người trăm năm vần một giảng đời giảng thơ hòa trong câu hát lời ru hiền lên trang vở học trò của con đã mòn những chữ không mòn nghìn năm vận tải giảng son dưa trời. Tôi xin đăng bài thơ ngắn nhớ nhớ ông tiêu đồ cả thập nhớ nhớ thời thầy giáo giảng kiều mi mắt ngấn lệ hồn siêu theo người nao nao cái thuở thiếu thời lặn trong đáy mắt nụ cười nở hoa thăm khu lăng mộ Nguyễn Du, con về thắp nén tâm nhang,
linh thiêng nghi mơ màng khói xuống. Đền thờ Lăng Mộ Mù Sơn 200 năm chặt vẫn vương cửa đời, tuyền tiều lan tỏa muôn nơi, danh nhân văn hóa sáng ngời vượt tên, hồi kiều học ngại học bền, say sưa quảng bá quyền mai sau.